Trong một thành phố nhỏ bên trong cơ thể con người, nơi các tế bào và protein sống như những nhân vật sống động, chúng ta bắt gặp một cảnh tượng náo nhiệt và bình yên. Các con đường giống như mạch máu và các tòa nhà nhỏ liên kết với nhau nhiều, các cấu trúc tế bào tạo nên một cộng đồng sinh động. Trong không gian quy mô này, Lactoferrin, một chiến binh dũng cảm với bộ giáp sáng bóng và kiếm đang tuần tra, sẵn sàng bảo vệ mọi ngóc ngách của thành phố khỏi các mầm bệnh xâm nhập. Đột nhiên, một nhóm vi khuẩn và virus xấu xí xâm nhập thành phố, cố gắng lây nhiễm các tế bào. Chúng có hình thù đáng sợ và màu sắc rực rỡ. Lactoferrin nhanh chóng xuất hiện, dùng kiếm của mình giữ vị trí phòng thủ tuyến đầu chống lại các tác nhân vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Chúng sợ hãi vì sự xuất hiện của anh hùng. Chiến đấu diễn ra, Lactoferrin dùng khả năng cạnh tranh chất sắt rất cao của mình để liên kết mạnh mẽ với các phần tử sắt, giành giật sắt khỏi vi khuẩn, khiến chúng yếu đi rõ rệt. Lactoferrin có điện tích dương, do đó sẽ gắn kết với các phần tử mang điện tích âm trên bề mặt tế bào vi khuẩn. Kết quả là giúp trung hòa điện tích, tạo điều kiện cho laser giải phá hủy màng tế bào vi khuẩn. Lactoferrin gắn trực tiếp lên glycosamine glycans, qua đó có tác dụng ngăn cản quá trình gắn virus vào tế bào vật chủ. Cảnh sát tế bào miễn dịch đến giúp đỡ, cùng nhau họ nhanh chóng đẩy lùi và tiêu diệt các mầm bệnh. Bên ngoài, các nhà khoa học quan sát từ xa thảo luận về việc bổ sung lactoferrin trong sữa công thức để giúp trẻ khỏe mạnh và phòng ngừa nhiễm khuẩn. Cơ chế này có tác dụng trên nhiều chủng virus khác nhau, bao gồm những virus gây bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ như Herpes, HIV, Hepatitis B virus, CMV. Quay trở lại thành phố bên trong cơ thể, Lactoferrin đứng trên đỉnh của thành phố, nhìn xuống thành phố đã được bảo vệ. Mọi người trong thành phố tế bào ăn mừng chiến thắng, cảm ơn và đặt cho Lactoferrin là dũng sĩ bảo vệ thầm lặng cho trẻ, kẻ thù của bệnh vặt.